Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã lên tiếng quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Bẽo Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an. Đồng thời, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao quyết định giao phụ trách Công an tỉnh Bạc Bẽo Liêu đối với bạn hữu Đại tá Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Bẽo Liêu. Chúc mừng tân Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trên cương vị công tác mới, bạn hữu Lê Tấn Tới phát huy e nghiệm, trí tuệ của phiên bản thân, cùng với cộng đồng đảng ủy, chỉ đạo Cục Tổ chức Cán bộ thành lập đơn vị trong sạch, đoàn kết, vững mạnh, song xuôi xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ đạo Bộ Công an giao phó. Thứ trưởng cũng yêu cầu bạn hữu Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc phụ trách và các bạn hữu trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Bẽo Liêu phát huy vai trò chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần đảm bảo ổn thỏa an ninh chính trị, trật tự an ninh làng mạc hội, phục vụ sự nghiệp phát triển y tế làng mạc hội của địa phương.